Kính thưa quý cụ ông bà anh chị em, Dương Phủ khi còn nhỏ nhà nghèo, nhưng ông đã làm lụng vất vả để phụng dưỡng cha mẹ. Rồi một ngày kia, ông quyết tâm đi tìm Phật. Ông ta lên đường và tìm được gặp một vị cao tăng để xin chỉ đường đi tìm Đức Phật. Vị cao tăng đó trả lời: "Con cứ quay trở về, gặp một người nào đó mặc cái áo như thế này, đi đôi dép kiểu như thế này thì chính người đó là Phật." Dương Phủ nghe xong biền liền háo hức quay trở về. Đi đường không gặp ai như thế. Đến khuya mới trở về đến nhà, ông gõ cửa gọi mẹ. Người mẹ mừng rỡ khoác chăn đi dép ra cửa. Dương Phủ ngẩn người nhìn thì thấy đây chính là hình dáng Phật mà vị cao tăng đã nói. Ông ta chợt ngộ ra thâm ý trong lời dạy của vị cao tăng. Từ đó ông ở nhà hết lòng thờ kính mẹ cha. Vì thế mà truyền thống người Việt Nam vẫn khuyên những người đi tu như thế này: thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa. Đúng vậy, không phải là đi tu mới làm thánh. Trong mọi hoàn cảnh, cung bậc sống của chúng ta đều có thể nên thánh. Tuy nhiên, tùy theo bậc sống sẽ giúp cho con người nên thánh một cách dễ dàng. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, 8 mối phúc thật mà Chúa Giêsu đưa ra cho chúng ta là con đường nên thánh, con đường đạt tới hạnh phúc nước trời, là điều kiện bắt buộc cho tất cả những ai muốn tìm kiếm hạnh phúc nước trời. Không có niềm vui hạnh phúc nào mà không phải đánh đổi bằng hy sinh, không có thành công nào mà không phải trả giá. Qua các mối phúc này, chúng ta hiểu ra rằng nên thánh không chỉ khi là những việc đơn giản trong cuộc sống thường ngày, được thực hành với một trái tim yêu mến và với một lương tâm ngay thẳng, sống tinh thần nghèo khó, luôn biết sám hối khóc lóc và những lầm lỗi của mình, sống khát khao sự công chính, sống hòa thuận và sẵn sàng đón nhận những bất tiện do đời sống chứng tá của từng tin mừng gây nên. Những việc đó nếu được thực hiện với một tình yêu mến và trong niềm vui sẽ đem lại cho chúng ta sự bình an, và nhờ đó chúng ta bắt đầu nên thánh. Giữa đời thường của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta cũng tìm thấy những vị thánh tuy chưa được phong thánh. Đó là những người biết dệt đời mình trong hy sinh, từ bỏ những tham lam bất chính, những đam mê lầm lạc, những xa hoa ích kỷ, nhưng luôn sống đức tin và yêu Chúa trên hết mọi sự. Giữa đời thường hôm nay, chúng ta cũng tìm thấy những vị thánh chưa được phong thánh. Họ là những người can đảm chiến đấu với phận đời oan trái, cay nghiệt của nghèo đói, của bệnh tật, bị bỏ rơi, bị bóc lột, bị hiểu lầm, bị phản đối, bị bách hại, nhưng vẫn trung thành với đức tin. Dẫu rằng đời có bị oan nghiệt, họ vẫn cảm thấy bình an vì được sống trong ân nghĩa của Chúa. Chúng ta cũng tạm liệt kê một vài chân dung của các thánh mà chưa được phong. Họ là những người mẹ, những người vợ đang bươn trải một nắng hai sương, với quăng gánh trên lưng còng cho con cái một niềm vui tiếng cười. Họ chấp nhận đánh mất cả cuộc đời để dành lại cho gia đình của mình bát cơm manh áo cho những người trong gia đình. Họ là những người cha, người chồng đang chịu nhiều oan khiên, chồng chất của thói đời bất công, áp bức, bóc lột, đang đè nén cuộc đời của họ. Nhưng mà họ không chịu đánh mất nhân cách, đánh mất nhân phẩm, đánh mất lương tri của con người để đổi lấy chút bổng lộc trần gian mau qua. Họ là một ai đó đang bị bỏ rơi, đang bị bóc lột, đang bị chà đạp, nhưng họ sẵn sàng chịu thiệt thòi, chịu thiếu thốn mà lòng thanh sạch hơn là chấp nhận vấy bẩn tâm hồn để đổi lấy niềm vui giả tạo mau qua
của cuộc đời. Họ là những người già neo đơn, những người bệnh tật đau lâu dài, mỏi mệt trên giường bệnh, đang chờ chết. Nhưng họ vẫn can đảm chịu đựng, không kêu ca, vẫn một lòng cậy trông phó thác nơi Chúa và cầu nguyện cho những người trong gia đình cũng như trong cộng đoàn. Họ là những người có một quá khứ lầm đường lạc lối, buông thả đời mình trong đam mê sắc dục, luôn hại người, hại đời. Nhưng nay họ được trở về. Họ đang sám hối từng ngày, họ đang dành trọn cuộc đời của mình để đền bù những lầm lỗi trong quá khứ bằng những việc lành phúc đức. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, theo đức tin Kitô giáo dạy rằng chúng ta, Giáo hội Thiên Quốc gồm những con người đã vượt qua cuộc sống trong ơn nghĩa với Chúa. Họ đã trung thành phụng sự Chúa trong cuộc đời dương thế, và hôm nay các ngài tiếp tục phụng sự Chúa trên thiên quốc. Còn chúng ta là giáo hội nữ trần gian này, chúng ta cũng được gọi là một giáo hội thánh thiện, vì chúng ta đang gột rửa mình mỗi ngày nên hoàn thiện. Chúng ta đang nỗ lực trở nên thánh, chúng ta đang chiến đấu từng ngày nên hoàn thiện hơn. Và chúng ta cũng có thể chắc chắn với nhau rằng chúng ta vẫn có thể nên thánh ngay giữa cuộc sống đời thường này. Bởi lẽ ơn cứu độ của Chúa được ban cho mọi người, và Chúa không để ai mất đức tin, Chúa không để ai thất vọng, nhưng Ngài muốn chúng ta làm con cái của Chúa để trở về giao hòa với Ngài và giao hòa với anh chị em của mình, cùng nhau nên thánh. Như trong bài đọc thứ nhất của sách Khải Huyền đã nói, tôi thấy một đoàn người thật đông, không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước con chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm ngành thiên tuế. Và qua bí tích rửa tội, thưa quý của ông bà anh chị em, chúng ta được mời gọi nên thánh, một ơn gọi rất cao cả, như lời Chúa Giêsu mời gọi chúng ta: anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em ở trên trời là đấng hoàn thiện. Còn thánh Phêrô cũng nói với chúng ta rằng, bởi vì đấng kêu gọi anh em là đấng thánh, anh em cũng vậy, anh em hãy lên thánh trong mọi hành động của anh em, như đã được viết, các ngươi hãy nên thánh vì ta là đấng thánh. Như vậy trong cuộc đời của chúng ta, nếu không thiện chí cố gắng để được nên thánh, thì đó là một thiếu sót và đó là một điều đáng tiếc của mỗi người chúng ta, bởi vì ai cũng có khả năng nên thánh. Hôm nay chúng ta mừng lễ các thánh là lễ của gia đình, vì trong gia đình chúng ta có rất nhiều vị thánh. Và trong chúng ta cũng mừng kính thánh bổn mạng của cá nhân mình hay bổn mạng của một cộng đoàn của chúng ta. Nhưng chúng ta còn thấy có rất nhiều vị thánh nữa. Họ có thể là giáo hoàng, họ có thể là hồng y, là giám mục, là linh mục, là tu sĩ và là giáo dân. Họ là những người trí thức, nhưng cũng không thiếu những đấng bình dân học vụ. Họ là những người có địa vị trong xã hội và giáo hội, nhưng cũng không thiếu những đấng thường dân. Họ là những người sinh ra nơi thành phố phồn hoa đô thị, nhưng cũng có những người hiện hữu nơi cuộc đời trong cảnh màn trời chiếu đất, nơi thôn quê hẻo lánh. Họ là những bác sĩ, kỹ sư, là những người giàu, nhưng có nhiều người họ cũng suốt ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Họ là những người nghèo, cảnh quá con côi, người mẹ quá con côi. Họ là những người thánh thiện, tốt lành ngay từ nhỏ, nhưng cũng không thiếu người trước đó đã rối đạo, chối đạo, sống cuộc đời bê tha chắc táng, nhưng chỉ được ơn sám hối, họ đã canh tân, đã tin tưởng, phó thác nơi Chúa trước khi nhắm mắt rời bỏ thế gian này mà thôi. Như thế mừng lễ các thánh nam nữ là mừng mọi tín hữu đã đi qua dòng thời gian này mà chúng ta có thể đã gặp hoặc không gặp họ, và đã thả vào dòng đời biết bao nhiêu gương sáng của đời sống yêu thương, đời sống phục vụ, của đời sống dâng hiến.
Họ là những người sống dưới đầm lầy của sự dữ, nhưng vẫn được nét thanh cao của con Thiên Chúa. Họ không để dòng đời của mình vẩn đục tâm hồn họ bởi những tham sân si cuộc sống. Họ đã vượt qua, vượt thắng tất cả để gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Ước gì cuộc sống của chúng ta hôm nay luôn biết chiến thắng những ham muốn tầm thường, những cám dỗ của hưởng thụ ích kỷ để sống thanh cao trong cuộc sống. Xin cho từng bước chân của chúng ta luôn để lại cho đời những dấu ấn của tình yêu nồng say, yêu Chúa trên hết mọi sự và yêu tha nhân như chính mình. Xin cho những lời ta nói, việc ta làm luôn tạo nên những gợn sóng yêu thương, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho tha nhân. Amen. Xin mọi người đứng lên tuyên xưng đức tin.